Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình tiếp tục lên thực phẩm đại tràm S8 tiểu tre liền nhá, cộng sào Dodo D40 điều tự làm nha. Đây, điều mới đét anh em ạ. Mình đang phải buộc thêm miếng đá cho chắc ăn này. À, đá mình sợ là nhẹ đầu. Con sáo này vẫn còn vừa bé anh em nhé. Gàn túi bóng. Túi bóng châm hương nhé. Điều cũng không được nét lắm anh em. Đây cuộc gọi là dòng gọi là diều gọi là máy pha sáo anh em ạ. Em mình đang kéo dây nhá để chuẩn bị bay. Chuẩn bị bay anh em nhá. 1 2 3. Lên rồi anh em ơi. Đít sáo luôn. Anh em thấy sáo Dodo kêu được không? Quá uy tín luôn đấy. Thả phát ăn nhiều đầu luôn anh em. Cô bé như vẫn còn nhỡ đầu. Qua này về cho ăn thêm đá này nhau. Qua này tháo ngâm đêm thì kêu lắm anh em ạ. Nó gọi là dòng máy pha sáo mà. Đang bắt đầu tha dây anh em ạ. Vẫn nhào lắm, muốn đổ lắm. Hình như là lèo hơi non thì vãi nhau. Tiếp theo tiêu phẩm viên đen. Viên đen anh em nhá. Diều nghệ nhân Chiết Hòa. Má chuyển nhận cho nghệ nhân Bình. Má đây. Kia là còn kia là chủ diều. Còn đây là khách bán. Đây là anh Hưng Vlog nhá. Nào đang ra đây chuẩn bị lên anh em ạ. À, theo nghệ nhân chia sẻ thì con này cực kỳ nhẹ gió anh em ạ. Đấy, nghệ nhân bảo rồi, diều có vẻ hơi dẻo nhưng mà nên chiến tất cả các loại gió nhá. Nào lên thôi. Đấy, sáo tự khoét anh em nhá. Anh em mới kêu chất không? Tuy tí tuổi nhưng tài cao anh em ạ. Viền đen cực kỳ chất, nổi luôn. Hiện tại diều đảo quá nên là chủ diều rút xuống anh em nhé. Xem mày nhà có rút được về tận tay không. Đi nồi ra đây này. Đấy. Báo anh em ạ.
Có vẻ tận tay nha. Tận tay luôn. Xin chào và hẹn các bạn trong các video tiếp theo.